Cái nền này là nó thuộc ấp 3 của xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nền này hướng Tây Bắc nha, 4,5 m x 17, 4,5 m x 17 hướng Tây Bắc. Chủ đang gửi 1 tỷ 50. Đây chạy một cây số là ra đường Mỹ Yên Tân Bủ, là ra trường học Mỹ Yên, trường học cấp 1, cấp 2 Mỹ Yên đó, đường trường Nguyễn Văn Hiển đó. Rồi đi ra Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Yên. Đường này là đường đường trường học Mỹ Yên nha. Nó nối giữa ấp 2 Mỹ Yên, rồi qua ấp 3 Mỹ Yên, rồi qua ấp 4 Mỹ Yên, rồi tới ấp 5 Mỹ Yên luôn, liên ấp 2, 3, 4, 5 luôn. Ai có nhu cầu liên hệ Văn Thanh nha, 078 666 8368.